Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một lực lượng nổi tiếng về cách tiếp cận chủ động, tích cực đối với những trang bị kỹ thuật có trong tay. Không có bất cứ một trang thiết bị nào được coi là thừa thãi cả. Phát huy những gì đã và đang có được, quân đội ta lại một lần nữa tạo ra được những bất ngờ lớn về sự sáng tạo của mình trong việc cải hoán những trang bị đã cũ kỹ, lạc hậu thành những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong điều kiện thực tế, phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Một trong những thành tựu đó là cải hoán xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương. Chiếc xe này có khả năng thích ứng với điều kiện thực tế tại Nam Sudan. Như thế nào? Chúng có thực sự thiết thực hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé! Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý do tại sao lại xuất phát ý tưởng hoán cải xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Việt Nam ta chính thức tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc từ năm 2014 cho đến nay, triển khai lực lượng theo hai hình thức là cá nhân và đơn vị. Theo hình thức cá nhân, Việt Nam đã cử được 55 sĩ quan đến các phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan ở các vị trí khác nhau như quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu, sĩ quan liên lạc. Còn hình thức đơn vị, Việt Nam tham gia trong lĩnh vực quân y với mức độ bệnh viện dã chiến cấp 2 và sẽ tham gia trong lĩnh vực công binh với mức độ đội công binh. Theo như kế hoạch được đề ra vào tháng 10 năm 2018, bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Bentiu, một trong những nơi cần giúp đỡ nhất của Cộng hòa Nam Sudan. Tuy nhiên, sau quá trình khảo sát thực địa, lực lượng Liên Hợp Quốc tại đây đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Sự khó khăn đó được mô tả như sau: nhà máy sản xuất sô-cô-la khổng lồ, đó cũng là cách mà người dân nơi đây vẫn ví von sau mỗi trận mưa tại khu vực Bentiu. Do cấu trúc đặc biệt của đất ở đây, chỉ cần trời mưa thôi, đất trên những con đường sẽ nhanh chóng trở thành một thứ chất sền sệt đặc quánh y hệt như sô-cô-la. Để có thể vượt qua được những con đường đó không hề xa, chỉ từ 5 đến 7 km, thế nhưng cũng có khi các đoàn xe của Liên Hợp Quốc phải mất đến 1 đến 2 ngày bởi lý do khó khăn khi di chuyển, những bánh xe bị giữ chặt trong thứ sô-cô-la đặc biệt này của vùng đất Bentiu. Do đó, một đòi hỏi mang tính cấp thiết đặt ra được trang bị một phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho công tác cứu thương và vận chuyển người bệnh. Đây chính là phương tiện mang tính sống còn đối với toàn bộ các tài thương trên bộ trong mùa mưa, bởi hầu hết các loại phương tiện phi quân sự ấy không thể hoạt động hiệu quả do bùn lầy trơn trượt. Thế nhưng, trong khi đó, phương tiện của các nước thành viên trực tiếp tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chỉ có một phần nhỏ là được cấp phát, còn lại phần lớn đều tự mang từ quốc gia của mình sang. Chính bởi thực tế đó, Bộ Quốc phòng đã ra nhiệm vụ cho Tổng cục Kỹ thuật nhanh chóng cải hoán xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương bọc thép phục vụ cho quá trình hoạt động tại Bentiu. Vậy nhưng tại sao lại lựa chọn BTR-152 để cải hoán mà không phải là một chiếc xe nào khác? Trước hết cần phải nhấn mạnh rằng đây là loại xe đã có từ quá lâu đời. Xe thiết giáp BTR-152 là loại bánh lốp mui trần đã phục vụ cho quân đội Liên Xô từ những năm 1950 và theo nhu cầu của quốc gia này sẽ được sản xuất hàng loạt cho đến năm 1955. Trước kia, đây là phương tiện xuất hiện phổ biến trong lực lượng tác chiến của nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng đến nay, chỉ có một vài quốc gia còn giữ lại khí tài này trong hàng ngũ quân đội của mình. Một trong số đó có Việt Nam. Chiếc xe phục vụ quân đội ta trong nhiệm vụ chở quân từ năm 1979 theo dạng nhận viện trợ từ Liên Xô. Tính đến thời điểm năm 2017, xe cũng đã phục vụ được 38 năm, chưa kể thời gian đã sử dụng trước đó. Trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện, quân đội ta cũng đã tìm hiểu và đưa được ra một chiếc xe tương đương của Đức. Thế nhưng giá nhập lại khá cao, không phù hợp. Bởi những lẽ đó, chiếc xe thiết giáp BTR-152 đã được lựa chọn hoán cải cho nhiệm vụ đặc biệt trên, do nhà máy Z153 Việt Nam tiến hành thực hiện. Đây được đánh giá là một nhiệm vụ khó khăn, vừa là lần đầu tiên thực hiện, thời gian yêu cầu lại gấp rút. Các cơ quan đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật như Phòng Khoa học Quân sự, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự và nhà máy Z153 đã tập trung tối đa để triển khai thực hiện kế hoạch, đưa ra được sản phẩm nghiệm thu trong thời gian sớm nhất và đặc biệt phải đáp ứng được yêu cầu hoạt động trên thực địa. Sau khi cải hoán, phương tiện này được cho sẽ giúp cho cán bộ, y bác sĩ Việt Nam đang hoạt động trong lực lượng gìn giữ hòa bình
có thể thực hiện tốt trong nhiệm vụ tải thương cứu thương, đồng thời còn bảo đảm an toàn trong khi di chuyển qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Cụ thể, xe thiết giáp BTR-152 đã được cải hoán thành xe cứu thương. BTR-253 TGCT, xe được tháo bỏ phần súng máy, lắp mũi cao hơn so với nguyên bản, sơ màu trắng cùng phù hiệu chữ thập đỏ bên hông. Điểm nhận diện của lực lượng gìn giữ hòa bình, ngoài phần khung và vỏ giáp chống đạn, còn lại xe gần như đã được thay đổi toàn bộ. Động cơ sử dụng là Hyundai D4DP cùng hộp số mới M035S5 đồng bộ, vỏ giáp chống đạn trên nóc xe được bổ sung thêm, cho phép chống lại các loại đạn bộ binh bình thường là 7,62mm. Toàn bộ gầm lốp xe cầu đều được thay mới bằng vật tư từ Nga, chuyển đổi hệ thống lái dẫn động cơ khí sang hệ thống lái trợ lực thủy lực, lắp thêm gương chiếu hậu, hệ thống đèn, cùng với đó là nhíp để tăng khả năng chịu tải của hệ thống treo. Khả năng cơ động của BTR-152 cũng được đánh giá là tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn khi được thay thế động cơ xăng theo nguyên bản bằng động cơ diesel mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Trang thiết bị cấp cứu trên xe được thực hiện theo tiêu chuẩn gồm xe cứu thương đường không và cả đường bộ. Trên xe có giá cứu thương 2 tầng đủ cho 2 bệnh nhân nằm, 2 vị trí ngồi dành cho thương binh và kíp cứu thương, 1 cáng cứng, 2 cáng gấp cơ động cứu thương trong trường hợp có thương tích nhiều, máy hút dịch di động, máy thở xách tay, máy theo dõi bệnh nhân kèm sốc tim và bơm tiêm điện. Tuy nhiên, sẽ vẫn có khả năng mở rộng thêm tối đa vị trí nằm và ngồi cho thương binh trong những trường hợp thực sự cần thiết, phục vụ cho công tác chở quân hoặc cứu thương. Bên cạnh đó, vì nhiệt độ tại Nam Sudan vào mùa khô có khi lên đến 55 độ C lại rất bụi, nếu sử dụng điều hòa như xe thông thường thì sẽ không thể nào đáp ứng được. Vậy nên hệ thống điều hòa được nâng công suất, đáp ứng yêu cầu làm mát phía bên trong, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ trong khoang y tế thấp hơn bên ngoài từ 5 đến 10 độ. Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống lạnh đáp ứng được yêu cầu hơn nữa còn rất hiệu quả. Về mặt chiến thuật, xe di chuyển ở giữa đội hình hành quân trong một đội hình tác chiến chung, tốc độ trung bình từ 10 đến 40 km/h. Trong tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh có thể đạt đến 65 km/h trong cự ly hành quân khoảng 160 km bao gồm cả đi và về. Ngoài ra, phải kể đến hệ thống camera ảnh nhiệt hỗ trợ lái xe và chỉ huy khi di chuyển trong mùa khô, mật độ bụi cao hoặc trong điều kiện tác chiến đêm. Đặc biệt với hệ thống này, lái xe hoàn toàn có thể quan sát đường đi khi cửa kính bị che lại, đảm bảo an toàn khi đi qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Kính chắn gió trên xe cũng được thay thế bằng kính chống đạn. Phía bên trên là hai tấm giáp sẽ được kéo xuống sau khi bị bắn loạt đầu tiên vào lớp kính. Chỉ đúng khoảng 1 tháng sau khi có bản thiết kế chuẩn, việc cải hoán xe cứu thương BTR-152 đã cơ bản hoàn thành. Xe được thử nghiệm đánh giá theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng để lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tiến hành kiểm tra. Tất cả những công nghệ hiện đại nhất đã được nhà máy áp dụng triệt để. Qua đó, vừa có thể đảm bảo tính năng kỵ chiến thuật cũ, vừa trang bị thêm các khả năng chuyên dụng mới cho xe. Công suất động cơ cũng được nâng lên từ 110 mã lực lên 130, hỗ trợ xe vượt qua những chướng ngại vật lớn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ di chuyển trong đội hình tác chiến trong những tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh. Với thành công của nhiệm vụ trên, Việt Nam ta đã chủ động trong việc cung cấp xe cứu thương, tiết kiệm đáng kể cho nguồn ngân sách mua xe. Xe thiết giáp phục vụ cứu thương BTR-152 sau cải tiến đảm bảo an toàn, tính năng về kỹ chiến thuật tăng lên, tính năng vượt địa hình trơn lầy cũng được đánh giá tốt. Chắc chắn rằng, những chiếc xe thiết giáp cứu thương đặc biệt này sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ những người lính quân y mũ nổi xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người đang hàng ngày phải vượt qua những con đường khó khăn đầy nguy hiểm ở khu vực Ben Tiêu để giúp đỡ người dân Nam Sudan. Năm 2018, trong đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, ngoài xe thiết giáp cứu thương BTR-152 còn có xe tải Uran-4320 cũng được hoán cải. Hình ảnh ghi nhận cho thấy nó mang theo một thùng kín ở phía sau, dự đoán đây có thể là chiếc cabin chăm sóc sức khỏe hoặc phục vụ cho quá trình thực hiện phẫu thuật tại hiện trường. Các phương tiện này đều được sơn màu trắng cùng dòng chữ UN, cho thấy nó được phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ thế nào về chiếc xe trên, có phù hợp với thực tế tại Nam Sudan không ạ? Comment chia sẻ suy nghĩ ngay dưới video này nhé!
tin mới sẽ chia sẻ thêm một chút về Việt Nam trong quá trình tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thời gian chính thức tham gia từ năm 2014, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, nay là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, ra đời ngày 27 tháng 5 năm 2014. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cũng chính vào ngày này, Bộ Quốc phòng đã cử Trung tá Mạc Đức Trọng và Trần Đăng Nhàn, hai sĩ quan đầu tiên của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Cụ thể là với vị trí sĩ quan liên lạc tại phái bộ tiếp tục vào ngày 1 tháng 4 năm 2015, ba cán bộ sĩ quan lên đường đợt 2 thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động ở hai phái bộ trên. Trong lĩnh vực quân y, đến nay Bộ Quốc phòng đã triển khai được 3 bệnh viện dã chiến cấp 2, trong đó 2 bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước. Từ năm 2014 đến nay, tất cả đã có 55 lượt sĩ quan được cử đi theo hình thức cá nhân, 189 cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tham gia vào đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2. Bên cạnh đó, đặc biệt phải nhắc tới 3 sĩ quan đã ứng thi và xuất sắc trúng tuyển vào làm việc tại Liên Hợp Quốc, đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc. Khi lần đầu tiên Việt Nam có sĩ quan được trực tiếp làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, tham gia vào công tác tham mưu và xây dựng kế hoạch hoạt động tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Đây quả thực là những thành tích đáng ghi nhận, cho thấy sự trưởng thành về trình độ chuyên môn của các sĩ quan Việt Nam cũng như sự lớn mạnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, ngày càng thích ứng với yêu cầu cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ như thế nào về sự sáng tạo của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta, cũng như những gì họ đã làm được khi tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã xứng đáng là một thành viên có trách nhiệm với nền hòa bình thế giới chưa ạ? Comment chia sẻ quan điểm ngay dưới video này. Đồng thời cũng đừng quên cho chúng mình một lượt like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.